tiếp tục với xét đấu thứ ba của trận công đài thứ hai lô đài Mirati kỳ 70 giữa tay vợt công đài Phan Công Thắng và đài chủ Hoàng Xuân Cơ. Sau hai xét đầu thì tỷ số đang tạm thời là 1-1. Tỷ số tạm thời là 2-1 cho tay vợt công đài Văn Công Thắng.